Thưa quý vị, những năm qua, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và nhiều tác nhân khác, tình hình sạt lở bờ biển ở huyện Ba Tri diễn biến ngày càng phức tạp, với chiều hướng gia tăng cả về phạm vi và mức độ nguy hiểm, ảnh hưởng trực tiếp đến hạ tầng ven biển và đời sống sản xuất của người dân. Huyện Ba Tri có chiều dài bờ biển khoảng 12 km dọc theo các xã Bảo Thuận, An Thủy, Tân Thủy. Những năm qua, do ảnh hưởng liên tiếp từ các cơn bão kết hợp triều cường dâng cao, biển động mạnh đã gây sạt lở nhanh ở nhiều đoạn bờ biển. Hiện nay, trên địa bàn huyện Ba Tri, bờ biển bị sạt lở khoảng 5 km. 4 năm mà tôi kè cái lằn kè đó đứt 6-7 triệu, chịu không nổi rồi mới bỏ, mà nó quýnh lở vô tới trong này luôn. Mà bà con ai cũng vậy, dài đó thì họ sạch nhà tên rồi họ về trong vòng ở tên rồi. Giờ đâu còn, thì cái chậu này mỗi lần tôi cũng ở tôi mừng đây nè. Rồi giờ thấy nước này nó tới rồi nó quýnh cũng sạch. Tình hình sạt lở ở khu vực còn ngoài của xã Bảo Thuận thì nó xảy ra thời gian dài, cách đây khoảng trên 10 năm. Hàng năm vậy thì sóng biển nó đánh và xâm thập vào đất liền rất là sâu. Như vị trí chúng ta đứng đây thì cách đây khoảng 10 năm thì sóng nó đã xâm thập đất liền khoảng hơn 1 km. Dọc cái bờ biển của cùng ngoài xã Bảo Thuận là dài 5 km. Ảnh hưởng rất lớn đến chuyện đời sống, sinh hoạt và đất đai sản xuất của người dân. Trước cái tình hình đó thì chỗ địa phương động viên nhân dân là cơ bản là tự lực thực hiện các giải pháp hiện có là gia cố bờ bao để bảo vệ đất sản xuất. Tuy nhiên với cái mùa gió chướng thì sóng rất là mạnh, thì khả năng mà chúng ta chưa có giải pháp kiên cố thì hàng năm vậy thì sóng biển đánh xâm nhập vào đất liền từ khoảng 100 đến 150 mét là ảnh hưởng rất là nhiều đến cái diện tích đất sản xuất và đời sống nhân dân. Tại xã biển Bảo Thuận, những năm qua có đến 4,6 km bờ biển bị sạt lở nặng nhất khoảng 2,8 km. Sóng biển đã đánh trôi hơn 30 hectare rừng phòng hộ, đất trồng hoa màu và đất ở, gây ảnh hưởng trực tiếp đến 61 hộ dân đang sinh sống ở khu vực cùng ngoài, ấp Thạnh Hải. Mỗi năm biển lấn sâu vào đất liền khoảng 100 đến 150 mét, ảnh hưởng đến rừng phòng hộ cũng như cơ sở hạ tầng tại địa phương và đời sống sản xuất của nhiều hộ dân trong khu vực, dẫn đến hậu quả là nhiều người dân ven biển mất nhà mất đất sản xuất do sạt lở gây ra. Trước những diễn biến phức tạp về sạt lở bờ biển, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Ngọc Tam đã có chuyến khảo sát và đưa ra một số giải pháp trong thời gian tới. Trước hết là tuyên truyền để nâng cao nhận thức của cán bộ và người dân xung quanh với cái việc phòng chống biến đổi khí hậu. Đó là cái vấn đề rất quan trọng để chúng ta có cái nhận thức và có những cái giải pháp để làm sao bảo vệ được cái vùng bờ sông bờ biển mà chúng ta đang bị sạt lở như hiện nay. Cái việc thứ hai đó thì một cái giải pháp cũng rất là căn cơ, đó là phải bảo vệ rừng và trồng rừng ở ven sông ven biển để phòng chống cái sạt lở. Cái thứ ba đó là thực hiện các cái giải pháp công trình và phi công trình. Cái giải pháp đặc biệt là giải pháp công trình là gồm có những cái kè mềm là được rải ra ở ven biển để làm sao mà sóng giảm bớt cái sóng và tạo cái sự bồi lắng để bảo vệ cái bờ biển. Và cái bồi lắng đó thì sẽ trồng rừng và cây sẽ mọc tự nhiên để góp phần bảo vệ cái bờ biển. Còn về lâu về dài đó thì chúng ta phải có những cái công trình mà kiên cố để bảo vệ cái vùng biển. Và cái căn cơ lâu dài hơn đó thì đối với tỉnh Bến Tre thì chúng ta sẽ có cái đề án lấn biển. Mà trong cái đề án lấn biển đó thì sẽ có bờ kè rất là vững chắc ở ngoài biển để chúng ta bảo vệ cái vùng biển của tỉnh Bến Tre. Sạt lở ven biển, ven sông ngày càng nghiêm trọng và không còn theo quy luật theo mùa mà diễn ra quanh năm. Trong khi nguồn lực địa phương còn hạn chế, do đó trước hết người dân phải luôn trong tâm thế chủ động ứng phó để bảo vệ nhà cửa, đất sản xuất. Về lâu dài, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre sẽ kiến nghị với các bộ ngành trung ương xem xét bố trí nguồn vốn để xây dựng kè bảo vệ phần đất có nguy cơ sạt lở trên địa bàn nhằm đảm bảo đời sống của người dân nơi đây được ổn định lâu dài.